Vợ Duy Nhân lại mặc váy cưới khiến dân mạng nháo nhào. Nữ diễn viên Kiều Anh vô cùng xinh đẹp, kiều diễm khi khoác lên chiếc áo cưới mới. Mới đây, một tài khoản Facebook đã chia sẻ hình ảnh Kiều Anh, vợ của cố diễn viên Duy Nhân mặc váy cô dâu đã khiến nhiều người phải xuýt xoa. Ai cũng phải khen Kiều Anh đẹp quyến rũ không khác gì hoa hậu, gương mặt khả ái thanh thoát sống mũi cao khiến cô gái này thêm phần hút mắt. Bên cạnh những lời khen thì có nhiều người phân vân chuyện Thủy Anh mặc váy cô dâu liệu có phải chụp ảnh cưới cùng một người mới. Tuy nhiên, đây chỉ là một buổi chụp hình bình thường và cô cũng chỉ đóng vai trò là người mẫu. Một tài khoản Facebook đăng ảnh Thủy Anh mặc váy cưới, sau đó cô nàng cũng chia sẻ lại trên trang cá nhân của mình. Kiều Anh khoe vẻ đẹp mặn mà không kém phần thanh tú và kiều diễm. Rất nhiều lời khen dành cho vợ của cố người mẫu Duy Nhân, chính Kiều Anh cũng phải lên tiếng. Cách đây không lâu, bạn của Kiều Anh đã comment trên Facebook và tỏ vẻ ngờ vực cô có bạn trai mới. Tuy nhiên đáp lại câu nói ấy, Kiều Anh bảo bạn mình nói tầm bậy và sẽ khiến cô bị mang tiếng nếu mọi người không hiểu chuyện. Và khi được bạn mới nói cứ thoải mái đi, thì Kiều Anh đáp trả rằng cũng muốn thoải mái, xả láng lắm nhưng không có thời gian dành cho chuyện tình cảm và còn trêu rằng chờ khi nào bạn bị bỏ thì sẽ hốt chồng của bạn. Sau hơn một năm nam diễn viên Duy Nhân qua đời, Kiều Anh hiện đã vui tươi và lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Ai cũng quý mến cô gái xinh đẹp này và chắc chắn muốn dành cho cô lời chúc hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!